thành thùng nhìn em quay bút đi mãi, anh đứng trên thẳng trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai nhưng đời đây anh vẫn còn chờ. Mùa nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ bằng chúa đây. Vô số những buồn thay ngày mà bên nhau bao ước nhân tình.
Thầy chơi một mình thì sức mạnh thầy đã gây rồi. Khi phải chơi với cái, sức mạnh nó nhân 3. Polo Pilo ui, tình huống múa phải nói là cực gắt. Tú có người yêu, có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu rồi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa bông bụng phải nói là đúng pháp một bút bẩn. Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không, thì chúng tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với công bài Valentino. Ngày hôm nay anh ta bị cấm đi Valentino nhưng ta đã chơi quy rất hay. Trận thi đấu vừa xong là một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng là các bạn khán giả có kỹ năng rất tốt, đặc biệt là người chơi của bên phía đội tuyển của Đồng Nam, đội tuyển trái đất, đó là Tú có người yêu. Tôi thấy rằng là anh ta chưa để cho cái tốc biến của mình hồi được hiện xanh quá lâu, anh ta sử dụng ngay lập tức bằng những tình huống mở ra tranh của mình. Và chính Tú có người yêu là MVP của trận thi đấu này với 14.0 điểm MVP. Một tình huống mà có lẽ Polo đã làm quá nhiều điều như tình huống bông nhung 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 bỏ chạy với Polo đã múa quá rất mạnh. Phải nói là Polo võ công quá cao cường. Và đây là Polo Pilo ui, một những tình huống múa phải nói là cực gắt. Tú có người yêu và có lẽ người chơi này có lẽ
người yêu. Thằng Tú nó đánh căng lắm, thằng Tú nó đánh con đấy đau đầu, đầu má đéo đỡ được. Thời đấy con đấy như lỗi về mẹ. Để gặp Tú idol TikTok thì thầy kê kênh. Thằng Tú đánh kinh vãi đái à. Tú đánh còn follow căng vãi đái luôn. Tú có người yêu. Và đây là follow Philo. Tao follow đang múa quá nhất mạnh. Phải nói là follow võ công quá cao cường. Philo ui, một cái tình huống múa phải nói là cực cắt. Tú có người yêu, và có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa bông bụng phải nói là đúng top 1, bú bẩn. Hello mọi người, mình là Tú có người yêu. Tú kìa anh ơi, Tú đâu? Tú vào. Triệu hồi Tú có người yêu đâu, Tú đâu vào ngay. Anh em dẹp đường cho Tú vào. Bách có người yêu và Tú có người yêu. Solo với cả TikToker, có gì còn lên clip. Thằng này nó chọc nhanh quá, tay nó nhanh quá các bạn ạ. Má cẳng thế nhở. Chọc vậy không chết. Game đúng rồi. Thằng này nó chọc nhanh thế nhở. Thế luôn á. Thế không hiểu một... không hiểu một một cái thế lực nào mà nó chọc như cái máy bơm vậy các bạn ạ. Và đây là Follow Philo. Một tình huống mà có lẽ Follow sẽ làm quá nhiều điều. Những tình huống đông bùng 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 bùng. Bỏ chạy với Follow đang múa quá nhức nách. Phải nói là Follow võ công quá cao cường.